Thì con thấy trên kênh của chú Năm á, mọi người cũng mong muốn xem thử cái nhà của chú Thắng như thế nào á. Thì con dẫn chú Năm với mọi người đến nhà chú Thắng để xem như thế nào. Đây là nghề nghiệp chính của chú Thắng nè mọi người. Dạ dạ ông Thân. Đây, cơ ngơ của chú Thắng đây. Xin chào cả nhà. Giờ đi đâu con? Rồi đi vô này à, không gian bên này cho thuê đây, đây nhà chú Thắng là từ đây qua bên kia, bên đó là chú Thắng cho thuê cho người ta thuê. Dạ hai đây quanh này. Đây cái không gian này là em để dàn nhạc với lại để xe. Dạ. Để xe hả? Dạ. Ở bên này là em cho thuê bán trà sữa với lại bán đồ ăn. Ở chỗ hủ tiếu á. Hủ tiếu là hủ tiếu đặc biệt á nha. Tiếu ngon lắm. À, rất là sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ. Wow, cái location của Thắng rộng ghê ha. Dạ. Dạ. Anh Thắng hả? Đây bán trà sữa. Dạ bên này con của cái cô này luôn á chú Năm. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó lâu lâu ra để mọi người nói quay nhà chú chính đi. Thì chú chính đó đơn giản vậy đó. Đây cái xe của chú chính thì để đây. Chú chính có cái xe che nắng che mưa nè. À chú chính. Đúng rồi. Ở phòng để xe hả? Dạ. Đây là cái phòng tập nhạc của em. À. Mở điện lên chú Thắng. Dạ đây. Thắng nhà ta là nghệ sĩ cả nhà. Cho nên là mọi người thấy không? Nhà là chú Thắng là lúc nào chứ nhà kêu đàn để rồi nè. Đó, quá trời đàn luôn. Đây là cái phòng tập. À, em tập nhạc đấy hả? Hồi đó chú Năm có tặng, con nhớ chú Năm tặng chú Thắng mấy cây đờn á, rồi chú Năm. Đó, hai cây. À, à, cây Fender đó hả? Cây Fender là một cây Gibson nè. Đúng rồi. Này để dành nó không có. Đó, cơ cầu chú Thắng đơn giản vậy thôi cả nhà. Đại gia ngầm. Tàu ngầm á. Đại gia ngầm á các bạn. Má hả? Đó, đây là Thảo đây cả nhà. Dạ, hello mọi người nha. Đúng ra là làm bữa nay làm bánh xèo đãi Năm nhưng mà biết sao trời nắng quá. Nắng quá là dạ đúng rồi, trời nắng quá nên là mọi người nói Năm ra đây để mọi người cũng biết cái trò nơi của hai đứa như thế nào. Thì thôi anh cũng phải ráng chiều cho khán giả chút xíu. Nói chung ai cũng có việc làm, mỗi người có việc làm riêng, ai cũng cũng mong cho mình là cũng có cuộc sống bình yên nhẹ nhàng thôi chứ cũng không có. Đây cả nhà bên này đó cả nhà nè. Nói chung là mấy cái xe này ngày xưa là chú Thắng mình đã là bán salon xe. Rồi bây giờ còn salon, còn xe ba cái cũ coi chú Thắng mình để đây giống như là vậy đó. Rồi nguyên cái dãy bên này luôn cả nhà nè. Đó. Cái mình quay cho mọi người xem đó là cái dãy bên này nữa đó là của chú Thắng mình luôn. Nhà rộng lắm cả nhà ơi, ngay mặt tiền luôn. À, chú Thắng với cô Thảo thì cho mướn hết à. Nên cả ở cái nhà này hai vợ chồng hai đứa con mình ở rất là rộng rãi, ba phòng ngủ. À, bếp núc rất là khang trang. Rồi chú Thắng nhà ta thì rất là gì? Kính tiếng.
nhưng mà thông báo với cả nhà mình coi như là chú là trong những là coi như là đại gia ngầm của gia đình Bình Huỳnh. Đó, đất đai thì đầy mì đúng không? À, cuộc sống nhẹ nhàng thôi. Không có chi không? Không có chi. Cái này nó ồn ào quá, ngay cái mặt tiền á. Ừ. Đây rồi mới lên xe. Ủa đi em đi hả? Em đi hả? Dạ. Yeah. Ok chú Năm. Rồi. Vậy bây giờ qua nhà bé Hiền không? Cho bé Hiền, ấy, nhà bé Hiền, bé Hiền con cô Sáu. Cô Sáu mua cho bé Hiền một cái mảnh đất ở đây thì chú cô Sáu làm cho Hiền một cái căn nhà kế bên chú Thắng luôn này để cho hai cậu cháu ở cho vui. Cái lỗ này là đường chính. Đường này là đường chính của nhà xe cộ sau này nó mở đường lên rộng. Đây là tâm hơn tâm đó. Dạ. Chú Năm đây nhà bé Hiền nè. À, hôm nay Hoàng đi làm chưa về? Hoàng là người quản lý cho quản lý công việc cho chú Chiến cả nhà. Đây là bé Hiền vợ Hoàng. À, thì có biết chưa chú Hiền nói cho Hiền chào mọi người. Dạ chào mọi người. Đó, cái cháu vậy đó cả nhà. Nhà. Ủa mấy đứa nhỏ đi học về chưa Hiền? Có mệnh muội về anh Định Tâm chưa về. Rồi em chuẩn bị đi rước. Cô Sáu nhà ta đó, cô Sáu nhà ta thì nói chung là con cái thì cô Sáu xây nhà. Đứa nào ở đây cũng giống nhau hết, nhà mình được mấy phòng đó? Nhà hai phòng ngủ. Nhà mình hai phòng ngủ à? Dạ. À. Hai chồng hai đứa con. Hai chồng hai đứa con, hai phòng ngủ. À, rất là gọn gàng, xinh xinh. Ở đằng sau, bếp núc ở đằng sau này. À, trời. Trời ơi, trời ơi. Và cả nhà, thì bé Hiền đó, nó, ở nhà nó rảnh thì phụ đóng hàng cho cậu Năm. Cậu Năm. Ở đó, đông trùng hạ thảo rồi các bạn thấy không? Dạ. Cho nên đó Bình Huỳnh giao cho mấy đứa cháu mỗi nhiệm vụ vậy đó. Thuốc xịt hồng nè. Đó, thuốc xịt hồng của Bình Huỳnh đây. Bây giờ khách hàng ở bên phía Việt Nam mình đó mà ai bỏ đơ đó là coi như mấy cháu đó, Bình Huỳnh giúp dù cho Bình Huỳnh. Chứ còn Bình Huỳnh thì ở xa quá. Mình ở túc bên Mỹ lần mà. Đó, làm sao đây? Hai vợ chồng hai đứa con rất là gọn gàng cả nhà. Đó. Bếp núc. À con của đây đó. Muội á. À, xí muội á. Xí muội đó. Không. Chút xíu vô nhà ông qua cho kẹo nha. Đó. Ok, chú Năm. Dạ rồi thôi cả nhà. Dạ. Mình vô mình mọi người đang đợi mình trong nhà. Mọi người đợi nhà sao mình đi ha. Dạ dạ dạ. Rồi, con có mẹ đó hả? Thôi còn Năm đi theo Thắng đi luôn chứ. Đi luôn. Đi luôn. Tao đi không thì chút xíu vô chơi cậu ha. Rồi, con còn gì chở Hồng vậy nha. Dạ dạ. Rồi, còn tới con quay cái view cái nhà con chút xíu cho mọi người biết để mọi người nói cậu chờ chưa có quay nhà Hiền nè, Thắng nè. Đó. Ở đây anh em mình đi. Chú đi xe chú hả? Làm sao? Làm tài xế. Vui cả nhà. Anh em Bình Huỳnh nói chung là mấy anh em lúc nào cũng quay quẩn với nhau. Bình Huỳnh ở xa xa lâu lâu về. Mà nếu không có Bình Huỳnh ở đây vậy đó là chiều chú cháu rồi anh em Bình Huỳnh tập trung hết về cái nhà của nội đó. Anh em ăn uống rồi hàn huyên rồi mình hỗ trợ với nhau những công việc hàng ngày. Rồi trao đổi với nhau vấn đề về những kinh doanh, về kinh tế rồi vậy thôi cả nhà. Em thì em sống tàn tàn vậy á, không có bon chen, cứ sống tàn tàn từ từ. Thắng mình thì rất là nhẹ nhàng. Thắng nhà ta thì hai cậu con trai, một cậu thì học Sài Gòn, Trí Anh đó các bạn. Trí Anh đó thì học Sài Gòn. Rồi Trí Em á, thì Trí Em học ở đâu? Trí Em học ở đây, học cấp 3 ở đây. Học cấp 3 đây hả? Trí Em này học 11 rồi. Đi anh thì năm thứ nhất. Hôm nay phố xá đông vui kìa. Để coi chị ba có nhà không, quay chị ba một cái để mọi người. Chị ba chứ đi Sài Gòn chưa về. Chưa về Sài Gòn chưa về. Vợ chú Thắng cũng vậy các bạn, rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Nói tóm lại anh em Bình Huỳnh với lại nhà Bình Huỳnh, các em dâu rồi cháu dâu, tất cả mọi người rất là hòa đồng với nhau. Giống như là một cái tập thể chung vậy đó. Trong nhà mà có cái chuyện gì thì chị em anh em thường hay hỗ trợ với nhau rồi
lo lắng cho nhau, rồi dạy bảo cho nhau, người lớn dạy nhỏ vậy đó. Ai có những ý kiến hay, những ý kiến đẹp thì đều chia sẻ với nhau hết, lẫn cả công ăn việc làm nữa cũng vậy luôn. Ở ngoài mặt tiền thì buôn bán nó nhộn nhịp, mà nó ồn ào, nó nóng nực lắm. Hơi ồn ào ha. Sao sáng sáng anh thấy bà em bỏ lên Facebook mấy cái lô đất mà em đó là sao em... Để đó em đầu tư đó. Em đầu tư rồi. Dạ, bây giờ em bán, em lấy vốn ra. Dạ. Cũng trả giá cũng được rồi, nhưng mà cũng chưa tới lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Anh thấy bất động sản bây giờ anh thấy sao cũng đỡ là cũng chưa? Cũng nóng nóng lại rồi anh. Nóng không? Dạ. Cũng nóng lại. Thắng nhà ta thì cũng có phụ thêm về cái ngành bất động sản nữa các bạn. Thắng cũng có mua đất rồi, cũng mua đi rồi bán lại rồi, nói chung mình vì làm đủ mọi việc hết á hả? Dạ đúng rồi. Niềm đam mê thì chơi nhạc. Thì đam mê là gốc, là coi như Thắng là ta là nghệ sĩ mà. Còn làm thêm những vấn đề bất động sản hoặc là kinh doanh thêm cái gì dịch vụ thì làm thêm. Rồi nguyên cái giấy phố đó của chú Thắng á, là chú Thắng đó cho mướn là coi như là nói chung là Thắng mình không làm chứ cũng là sống thoải mái rồi đó phải không? Ngày xưa thì em mở cái salon xe đó. Mà sau này cái thị trường xe hai bánh nó chậm đi. Thì em mới không làm nữa, em qua bên bất động sản. Chỗ đó em cho mướn hết luôn mà cái bà đó luôn. Dạ. Rồi nếu mà sau này anh em muốn làm gì mới lấy lại đó. Dạ được chứ. Bằng quá rộng ha. Dạ. Chiều ngang đến 25 mét. Em cho mướn như vậy là một ngăn như vậy là em cho mướn nhiều tháng. Một ngăn 10 triệu. 10 triệu quá hả? Dạ. Wow. Hai ngăn là đủ tiền uống cà phê. Hai ngăn đó là em đủ tiền ăn cà phê ăn sáng. Ông xài lạc giặc rồi ha. Dạ. Anh thấy ở Việt Nam mình như hai vợ chồng xài ngày 500 ngàn sao hết hả? Ồ, xài vô tư anh. Vô tư hả? Chi phí ở Việt Nam nó rẻ lắm. Xài 500 ngàn không hết đâu. 500 ngàn sao hết? Dạ. Anh thấy tô phở ở dưới quê mình bán, tô phở có 50 ngàn. Ngon, bán có 50 ngàn à. Dạ. Mà ăn cái gì bây giờ thịt thà, giờ chủ yếu là rau rác thôi chứ còn thịt thà cá ướn lắm. Đúng rồi. Giờ bắt đầu là mấy anh em thường thường á các bạn, tối lại là 5-6 giờ vậy đó, là cháu Việt rồi xong công việc nè, Thắng xong nè, rồi bắt đầu chú Mười nè ở trong trại ga nè, chú Mười chạy về, rồi Hậu nè mấy đứa cháu đó, đó tập trung lại cái các cha chú cháu order những cái món ăn nào mà yêu thích đó, rồi mình đem về nhà cái rồi để một cái bàn tròn để mình ngồi lại với anh em sinh hoạt với nhau. Thuận vậy đang chạy về luôn. Thuận về luôn hả? Dạ, Thuận đang chạy về. Sáng giờ Thắng đi đâu? Em đi vòng mấy miếng đất á, dắt anh em đi xem đất. Quốc cái thì về Đà Nẵng rồi, tại vì Quốc có cái cuộc họp ở Hà Nội, nên Quốc phải về, Quốc đi Hà Nội. Mới vừa gọi cho chú Năm. Mới con đang ở Hà Nội đây. Là cũng công việc của Quốc là mình, Quốc cũng bay tới bay lui liên tục cả nhà ơi. Mà rảnh là bay vô trong đây à. Về tới nhà nội rồi đây. Về tới nhà nội rồi. Về tới nhà nội là nó mát. Vô đến khu vườn này đó thôi cho anh em tập trung vô đây không. Đây là cái chỗ nghỉ dưỡng của anh em rồi cả nha. Cái khu vườn này thì mình thích lắm, nhất là buổi chiều lại, các bạn thấy buổi chiều không? Đó, mát lắm cả nha. Việt ơi. Việt. Con lấy dùm cái điện thoại của chú nghe bên cửa hông xe con á. Rồi chú lấy rồi. Ba đang ngồi đây. Các bạn biết ai ngồi đây nữa không? Đó, anh Xui nè. Hai anh Xui đang ngồi nói chuyện với nhau nè. Đang tâm sự đây. Tâm sự quá thôi. Tâm sự đời. Thấy anh. Anh chạy qua nói chung là qua thăm anh em rồi tâm sự rồi nói chuyện về vấn đề về hai cháu không? Anh cũng dễ thương, hiền lành.
Anh làm vậy mình cũng ngại ghê chứ mình mới đáo điều đâu đi thăm anh. Nói để nói với chú Năm thì bữa nào qua anh chơi bữa. Mà tôi ghi nhận thấy gia đình mình rất là vui vẻ, xung họp, đoàn kết. Rồi cái lịch của anh Năm, cái lời cảm ơn và một ít quà để gửi anh Năm sang bên đó. Có buồn buồn thì nhớ qua một tách cà phê để mà tưởng nhớ về bạn hiền bên Việt Nam. Xin cảm ơn. Cảm ơn em. Wow, cà phê thì cà phê gì đấy ông anh? Dạ cà phê sạch, đặc biệt quá. Thank you anh ha, cảm ơn anh. Dạ. Wow, cái này đem qua cái đó là coi như là bà xã em là thích cà phê lắm. Thank you, bà xã em rất là thích cà phê. Uống ấm lòng là coi như là nhớ tới anh. Đúng trà anh. Dạ. Quà thì mọn nhưng mà cái tấm lòng rất là gần gũi và thân thiết. Cái đó là cái quan trọng nhất đó anh. Dạ. Em cũng bất ngờ anh qua đây biết chưa? Thì nãy em tưởng là ông bạn của anh ba. Thấy anh đội nón bảo hiểm nè. Rồi anh chạy xe tưởng đâu là anh ba bạn anh ba tới thăm. Nhưng mà không ngờ thường thường thì anh ba anh ở chỗ này nè. Anh làm ở cái chỗ này đó là đưa tiếp những người bạn của anh. Nhưng bạn của anh lâu lâu mấy bạn tới đây ngồi đây rồi em mà mình miệt trà rồi ngồi tâm sự rồi nói về cái chuyện nói chung đào 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 nhiều hơn. Rồi em mời anh chung trà ha. Dạ rồi xin mời anh. Cái nửa vòng trái đất mà anh ghé về thăm gia đình mới lo cho các cháu là tôi không có gặp anh để tiếp kiến với anh. Thấy rất là tiếc. Em ở đây thì nói chung gia đình của em thì mấy anh em vậy đó, quấn quýt với nhau lắm anh. Và cứ chiều chiều thì mỗi cháu mỗi anh em có mỗi công việc. Rồi xong xuôi cái sau cái thời giờ làm việc là sau 5 giờ tới 6 giờ nè. Thì các cháu rồi anh em thường hay tề tựu về cái ở đây. Rồi ăn uống hàn huyên tâm sự chia sẻ những cái chuyện công việc hàng ngày. Cái gia đình nó đoàn kết từ xưa đến giờ vậy đó. Quá hay. Cái lần đầu tiên mà tôi ghé đây để dùng buổi cơm ở bên nhà cô Sáu với một cái buổi đám giỗ đây. Đám giỗ. Trong lòng tôi rất là thán phục và khen. Và gia đình rất là hữu phúc. Có phước mới được như thế này. Anh nhìn lại xem tôi học không nói quá mà không nói là xua lệnh theo các anh. Có gì đâu. Em hiểu. Nếu nhìn tổng quát lại xã hội này được bao nhiêu gia đình như vậy. Cái bàn thờ gia phả tổ tiên gì ở ngoài quê mà chưa chắc gì con cái xúng xích về tới cái ngày dỗ ông dỗ bà đầy đủ quấn quýt với nhau như vậy. Đó là mình phải nói là cái phúc. Cũng như Thảo á, khi mà đã về làm dâu cho bên này rồi đó. Thì đó là thành viên chính thức của trong gia đình của họ Nguyễn Đồng. Thì cũng anh em cũng cố gắng rồi chỉ bảo cháu, hỗ trợ cho cháu những cái gì đường đi nước bước mới, bởi vì cháu cũng còn trẻ mà. Còn đâu trẻ mới chập chững về gia đình. Nên tụi em cũng gần gũi cháu thiệt nhiều để cho mình cháu nó có cái tinh thần cảm thấy là mấy người cậu gần gũi hơn, để cho cháu cảm thấy thoải mái, mở mang thêm, và không cháu không có ngại ngùng với gia đình. Anh em của cháu là vậy. Bởi vậy thì ông bà mình đó là cũng như là họ hàng với cái thằng ngày còn xa mà xuôi gia thằng ngày còn xa. Em thấy cái câu đó đó được chưa? Hay lắm. Tôi cũng có chuẩn bị trong cái suy nghĩ của tôi là xuôi gia với một nhà là quen với cả họ luôn. Còn tôi dặn con gái tôi xuất giá thì tầm phu. Nhập gia tùy phụ. Tôi có nói với con gái tôi đàng hoàng trước khi mà
lập gia đình. Yeah. Thì gặp nhau đây đó là xin nhắc lại cái thời gian vừa qua là cô Sáu với cô Mai đó cũng đến gia đình tôi là hai lần trước. Yeah. Nhưng mà lúc đấy là 5-6 năm trước thì thấy cháu nó còn bé quá. Yeah. Sợ nó còn khiếm khuyết trong cái tánh tình, trong cái cử chỉ, trong cái lời nói, cách cư xử, suy nghĩ. Yeah. Thì thôi mình rèn, mình rèn đó. Một đoạn thời gian nữa cũng lo mình làm cha, mình làm người lớn đó. Yeah. Lúc nào mình cũng lo, mình sợ chứ, mình lúc nào cũng hướng dẫn cho con cháu của mình đó, từng đi bước cũng như hậu cũng vậy thôi. Yeah. Qua bên đó làm rể cũng vậy. Cho nên mấy cậu cũng lo lắng, nhiều lúc mấy cái thanh niên cái tánh còn hơi bờm chờm đó. Và thì mình cũng cố gắng mình chỉ cho cháu mình những cái tư cách và cái lối sống cho nó, mình càng ngày càng lớn lên rồi đó. Cháu Hậu cũng vậy, từ ngày có gia đình đến giờ thấy được rất là đàng hoàng. Hồi mà chưa có gia đình thì cũng hơi bực chợt chút ba. Chồng đó đã đàng hoàng rồi, nhưng mà bây giờ có gia đình được lâu hơn. Đàng hoàng hơn. Tôi mới nhắc đó, không phải như vậy thế này mãi đâu nha con. Yeah. Tương lai rồi vợ con sẽ là bầu bì nè. Yeah. Rồi sẽ có em bé nè. Rồi cuộc sống là tương lai phải làm sao nè. Yeah. Lúc đó là con cái cứ que que khóc hoài. Rồi làm sao đây. Yeah. Đó là cái bước chuẩn bị của hai đứa con đó, ba chỉ nhắc khéo thôi. Yeah. Tại mình trải qua cái đoạn đó rồi, mình phải nêu lên cho tụi nó có cái ấn tượng, cái suy nghĩ. Bắt đầu chính thức là tụi con đã trưởng thành rồi. Đã lập gia đình là trưởng thành. Anh về đây lập nghiệp là khi nào? Dạ tôi thưa về đây năm 98 à. Ô năm 98 hả? Dạ. 98 trong vòng vòng sau mình hả? Trước nhiều chứ. Trước mình hả? 98 mà. Ờ 98 mình 79 chứ. 79. À đúng rồi, đúng rồi. Mình hơn chứ trước chứ. À mình năm 81, 80 81 2000 80 gì đó. Mình 80. Dạ dạ 80. Thì sau giải phóng thì tôi đã năm 76 tôi đã có về đây rồi. Dạ dạ. Nhưng mà đi về. Lúc đó là cái quả núi này còn quản lý an ninh trật tự chặt lắm. Dạ đúng rồi. Dạ, kể cả khách vãng lai hay là nhất là những người mà có camera quay đó là không cho quay. Yeah. Cái thời điểm đó rất là bao cấp đó. Bao cấp. Dạ. Thời đó cái khu vực đây, khu vực quân sự mà. Quân sự. Dạ, dạ. Ê, các bạn ơi, hôm nay Bình Huỳnh đi một vòng. Đây nhà chú Chính, đây nhà Hiền. Đi qua view đó theo yêu cầu của đại gia đình của mình. À, về đây thì hôm nay anh Xui vô thì chắc có lẽ chút xíu nữa anh em Bình Huỳnh cũng tiếp anh Xui bữa ăn tối và anh em ngồi tâm sự hàng viên về gia đình. Nếu mà tiếp tục như vậy nữa đó thì chắc có lẽ là khi mà bày biện rồi đó chắc cũng làm một cuốn phim để làm kỷ niệm ha. Đây này mình làm kỷ niệm để mình ghi lại những hình ảnh của anh em mình. Rồi video này thì cũng Bình Huỳnh review nãy thì cũng tạm dài nữa các bạn. Tôi cho Bình Huỳnh kết thúc video ở đây. Trước khi anh em Bình Huỳnh kết thúc video đây, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Tôi xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.